Mình mến chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ vào bếp với món bánh khoai lang chiên. Ở đây mình có là 300g khoai lang. Khoai lang này thì mình mua cái loại khoai lang Nhật á. Thì mình cảm thấy khi làm bánh á, cái khoai nó được ngọt ngào ha. Mình sẽ cắt lát và bây giờ mình sẽ thái sợi nha. Sau khi mình thái sợi xong á, mình sẽ ngâm nó vào nước nha các bạn, để cho nó rã đi bớt cái tinh bột ở trong khoai ha. Mình có một củ cà rốt. Cà rốt này có trọng lượng là 85g nha các bạn. Thì mình cũng thái sợi luôn ha. Mình có 75g hành tây, mình cũng thái mỏng nha. Mình sẽ trộn tất cả những cái hỗn hợp lại với nhau nha các bạn, là gồm có khoai, cà rốt và hành tây ha. Đây là cái bịch bột mà lần đầu tiên mình mua. Nó gọi là crispy powder. Thì mình nghĩ nó cũng giống như những cái bột chiên giòn khác thôi các bạn. Mình sẽ dùng 100g bột chiên giòn cộng với 2 muỗng canh bột bắp. Và mình sẽ đổ cái bột vào cái hỗn hợp của khoai, cà rốt và củ hành. Và sau đó mình sẽ trộn đều ha. Cái tô nó bị hơi nhỏ đó các bạn, cho nên mình sẽ đổ ra cái thau để mà mình trộn cho nó dễ ha. Mình sẽ bỏ vào đây là 150ml nước đá lạnh nha các bạn. Và trộn cho cái hỗn hợp này nó đều lại với nhau ha. Chảo dầu bây giờ rất là nóng, mình sẽ bỏ khoai vào chiên nha. Bánh đã vàng rồi thì mình vớt ra nha. Và mình sẽ tiếp tục mình chiên cho đến khi nào hết thì thôi ha. Đây, mình sẽ ăn thử cho các bạn xem ha. Thì mình sẽ bẻ ra nha. Coi cái bánh nó giòn như thế nào ha. Đây nè, các bạn thấy không? Cái bánh nó rất là giòn ha. Và mình sẽ ăn thử. Khoai rất là ngọt nha các bạn. Cái bánh thì các bạn có thể ăn không, hoặc là các bạn có thể cuốn với salad chấm nước mắm ăn cũng ngon ha. Nếu các bạn thích, các bạn có thể làm thử nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Và hẹn gặp lại các bạn vào video kỳ sau ha.